9 thành viên nhóm nhạc toàn năng B336. Hành trình 3 ngày 2 đêm với đích cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tự lên kế hoạch tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Đà Lạt ở ngày cuối cùng. Chỉ 5kg hành lý, chỉ 1 triệu đồng cho cả nhóm. Không điện thoại, không tài sản cá nhân. Vượt qua thử thách để tự sinh tồn. Chuyến đi của tuổi trẻ đầy giông bão, kỷ niệm đẹp của tình bạn và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Đón xem câu chuyện của nhóm nhạc B336 trong chương trình Những Cô Nàng Năng Động vào lúc 22h45 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.